Trời ơi, chán thì quá là chán luôn mọi người. Ta là máy bay đây. Bố dỗ dành đút mẹ ăn cơm, con gái thấy cảnh thì được một phen bốc phốt. Theo đó, vào một buổi tối, trong bữa cơm gia đình, cô con gái nhỏ đã phải chứng kiến cảnh mà đáng ra mình phải là người được dỗ dành. Từ những gì quay lại cho thấy, lúc này cô con gái đang cầm máy quay và quay lại cảnh bố đang đút từng thìa cơm cho mẹ. Bằng tất cả sự hài hước, anh đã làm 7749 hành động như đang đùa giỡn với một đứa trẻ, chỉ để tạo tiếng cười và đút từng muỗng cơm cho cô dở như là con của mình. Cảnh tượng đó khiến con gái phải tròn xoe mắt mà nhìn vì quá bất ngờ. Sốc tinh thần. Trời ơi, chán thì quá là chán luôn mọi người ạ. Thấy cái gì chứ? Không, hơi tí là đánh nhau mọi người ạ. Đoạn video khi đăng tải lên mạng xã hội đã làm cho dân tình không ngừng cười. Bên cạnh đó, nhiều người còn đùa vui rằng người trưởng thành nhất trong nhà này lại là đứa con gái chỉ mới 8 tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.